Chào tất cả anh em của BN Gaming nha. Thì uh, sau khi mà làm video hướng dẫn cài đặt uh, đấu trường chân lý Mobile thì cũng có khá nhiều anh em gặp lỗi thì sau đó mình cũng đã hướng dẫn cách cho anh em fix một số lỗi. Thì hiện tại anh em nào vẫn còn lỗi thì có thể xem lại video hoặc là chụp ảnh màn hình đăng vào group dưới link mô tả cho mình. Thì vào đó anh em mình sẽ hỗ trợ mọi người nhiệt tình. Nếu như trong cái uh, tầm xử lý của tụi mình. Thì uh, ngoài những cái lỗi thì mình cũng nghe một số anh em là chơi game nó rất là lát thì chính vì vậy nên hôm nay mình làm video này để khắc phục cái lỗi lát của anh em thì mình cũng có một số mẹo nhỏ để mà hướng dẫn anh em thôi thì ok bắt đầu video nhé thì đầu tiên cái phần video này không chỉ áp dụng riêng cho game đấu trường chân lý mobile hay là búp liên quân gì mà nó tất cả các tựa game trên điện thoại anh em đều có thể áp dụng được trong cái cái phần fix này cái fix lỗi này lỗi lát đầu tiên anh em vào phần cài đặt cho mình thì để tối ưu hóa đầu tiên anh em vào phần giới thiệu điện thoại nha à, điện thoại Android này cũng có có cái phần giới thiệu này anh em kích vào và ở phiên bản ở đây mình xài Xiaomi ở phần phiên bản thì anh em kích vào đó đó đây nó ghi là không cần bạn đã là nhà phát triển bởi vì mình đã kích trước rồi nên nó là mình đã là nhà phát triển tiếp theo anh anh em vào phần tùy chọn của nhà phát triển nha ở những điện thoại khác thì có thể nó sẽ có cái phần uh, tùy chọn nhà phát triển ở bên phần ngoài đây hoặc ở đâu đó nhưng mà ở đối với Xiaomi thì nó ở phần cài đặt bổ sung nha anh em đó anh em vào phần tùy chọn nhà phát triển cho mình ok sau khi đã vào anh em kéo xuống dưới anh em kéo xuống phần cứng tăng tốc kết xuất ở đây ở đây thì um, ở phần bắt buộc kết xuất GPU anh em bật lên cho mình cái GPU này là như một cái kẹt màn hình của điện thoại và kẹt kẹt đồ họa thì nó sẽ tăng cái đồ họa lên Ok anh em bật lên nha nó sẽ tăng cái đồ họa lên nha anh em và tiếp theo đương nhiên là cái đó sẽ tốn pin một chút anh em phải chấp nhận thôi vì muốn chơi game mà mượt thì mình phải chấp nhận tốn pin tiếp theo nếu vẫn như vậy mà vẫn còn lát thì anh em bật cái bắt buộc 4x msaa cho mình cái này là một cái để mà khử răng cưa thì cái đây mình cũng khuyến khích là anh em nào mà máy yếu á mà những cái, cái cách khắc phục khác nó để làm cho cái máy mình mượt thì anh em có thể không cần phải bật cái này tắt cái này đi còn nếu anh em mà cảm thấy vẫn chưa chơi được, vẫn chưa mượt thì anh em bật lên thôi. Có điều nó hơi hại, pin nó có thể nó nóng pin hoặc là nóng tốn RAM nó tổn tổn thọ RAM của mình. Tiếp theo anh em vào phần giới hạn tiến trình chạy nền. Ok, nếu máy ai yếu thì để tiến trình 1 và 2 cho mình nhé. Còn máy anh em nào mạnh thì có thể để 3 4 gì cũng được. Cảm thấy máy mạnh thì để 3 4. Máy RAM lớn như 8 GB thì anh em thích để bao nhiêu cũng được thì game nó sẽ chơi mượt mà hơn. Ok, tiếp theo là sau khi đã cài đặt ở trong máy thì cái mẹo tiếp theo mình muốn chỉ đến anh em đó là cài đặt phần mềm. Có thể ở đây thì một số anh em đã biết cách cài đặt những phần mềm này rồi. Đầu tiên là phần mềm Turbo VPN đây. Cái đây thì mình chỉ lấy một cái phần mềm ví dụ nhỏ thôi, còn hiện tại giờ trên Sat Play á có rất nhiều phần mềm VPN cho anh em lựa chọn. Anh em thấy cái nào hợp thì xài. Đây mình cũng sẽ mở lên cho anh em xem. Mà thì uh, xem cái nhận xét của một số anh em trên đó thì mình thấy có người thì bảo là uh, Cái phần VPN này á, thì chơi rất là mượt Rất là tốt Mạng rất là ok Thì uh, nếu anh em này uh, tải về thì nhóm nhấn để kết, để kết nối đây Kết nối với nó vào Thì uh, có cái đó đây nó sẽ hiện chữ VPN nhỏ đây Bà Mẹ nó, nó cho con quảng cáo nữa Phiền quá anh em đợi xíu nha Để tắt quảng cáo Ok thì anh em nào mà tải về mà thấy nó mượt thì để chơi còn nếu mà cảm thấy nó lát thì thôi bản thân mình thì mình sẽ tắt bởi vì mình cảm thấy nó không có tốt mình coi YouTube đọc báo cho Facebook thì nó rất là mượt rất là tốt ok luôn nhưng khi vào game thì pin rất là cao vào liên quân này vào tối dừng trong lấy mobile pin rất là cao cho nên mình sẽ tắt còn có có thể nói là cái phần mềm này nó rất là kén máy điện thoại nha anh em ai mà tải về thấy ổn thì cứ để xài cứ thử đi biết đâu nó ổn sao. tại vì có người bảo rất là tốt, có người bảo thì tải về nó lại thế này thế nọ nó nó không có tốt cho máy. ok tiếp theo là sau cái phần mềm đó thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách xóa bộ nhớ đệm nha. xóa bộ nhớ đệm sẽ như thế nào? anh em vào phần cài đặt. ở trong những máy của samsung ngày xưa mình xài hay là oppo những cái dòng khác á, thì mình thấy hình như nó sẽ có phần quản lý bộ nhớ ở trong phần cài đặt này nhưng đối với Xiaomi bây giờ thì mình xài ở đây thì mình lại không thấy Xong một hồi tìm kiếm thì mình thấy nó ở trong phần giới thiệu điện thoại Đó ở đây có phần bộ nhớ đây anh em Anh em kích vào Đối với những máy khác thì nó sẽ khác nha anh em Nhưng mà mình sẽ anh em kích vào cái phần quản lý bộ nhớ đây Đó, Nó sẽ có rất nhiều cái phần lưu trữ ở trên hệ thống Thì anh em có phần dữ liệu đã lưu trong bộ nhớ đệm cho mình Nhớ là bộ nhớ đệm nha Đó anh em kích vào ở đây nó ghi là xóa dữ liệu đã lưu trong bộ nhớ đệm anh em xóa đi bởi vì cái bộ nhớ đệm này nó không có quan trọng yên tâm nó không quan trọng đâu mình xóa này ok ở đây mình xóa trước rồi cho nên giờ chỉ còn 104 trăm mê thôi còn nãy chưa xóa là có 5 ghi máy lần nó rất là ảnh hưởng tới ram luôn nhiều đó thôi cũng để làm máy mình yếu đi phần chơi game nó đã không tốt rồi ok sau khi để xóa bộ nhớ đệm thì anh em uh, xóa những ứng dụng chạy nền cho mình ứng dụng chạy nền là như thế nào đây những cái ứng dụng như thế nào đây Facebook đây thì đây là những ứng dụng chạy nền thì anh em xóa cho mình mình kéo mình xóa đi đây ví dụ xóa ok xóa nó đi và chỉ cần xóa là được sau khi đã xóa ứng dụng này nền thì nó sẽ đỡ một phần ram cho anh em đỡ cái xử lý khi mà vào game cho mình còn nếu anh em mà để thì chắc chắn là nó sẽ phân nó phân chia cái dữ liệu ra cho anh em nó sẽ không 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 có được tập trung vào cái game của mình mà nó sẽ gây cho anh em lag hơn tiếp theo sau khi đã thoát nếu anh em nào kỹ hơn thì có thể đăng xuất Facebook này đăng xuất Zalo thoát ra hết Ok ở đây mình khuyên anh em là không nên nó xài những ứng dụng mà tăng tốc này loại bỏ ram rồi cái kiểu nghe những cái thứ đó linh tinh lắm tải về nó chỉ thêm nặng thôi còn những anh em nào mà máy mới á, những cái dòng máy mới á thì nó sẽ có cái phần bảo mật đây đó, bảo mật đây thì cái này là có sẵn trong máy nha anh em thì anh em có thể mở lên đó có thể nhấn vào phần tăng tốc xóa bộ nhớ này pin hiệu suất gì đó dọn dẹp anh em dọn dẹp hết đi cho nó tối ưu hóa nhất có thể máy mình Đó mình uh, chết mình ở đây mình uh, không dọn nhé đó ở đây mình đang chạy cái ứng dụng uh, chạy cái ứng dụng uh, quay màn hình cho nên mình không dám uh, xóa được bởi vì nó xóa xóa luôn ứng dụng đó là không quay được ok thì anh em cứ xóa tối ưu hóa nếu như máy nào có thì còn đừng bao giờ tải mình khuyên anh em không nên tải thì đó là những cái mà mình giới thiệu đến anh em Đặc biệt là những cái hồi nãy mình đã nói là cái tùy chọn của nhà phát triển đó Bởi vì những cái này thì nó rất là hay Cái đầu tiên là cái về phần đồ họa, cái thứ hai là cái 4x này là cái khử đăng cưa cũng rất là có tác dụng Còn cái Giới hạn tiến trình chạy nền thì cái này chạy nền Thì nó cũng rất là tốt khi mà nó làm cho game mình mượt hơn Ok thì Video của mình đến đây cũng kết thúc vì những cái gì mình nói những ngắn gọn nhất có thể rồi nên anh em nào mà thấy uh, cứ thử từng cách đi nếu ok thì để cho mình một like một cái lời uh, uh, ok phản hồi lại cho mình biết là ok nó được thì phản hồi cho mình biết là được rồi còn anh em nào không được thì cũng để lại cho mình biết là nó sẽ như thế nào nó không được nó bị cái gì để mình biết mình kiếm cách mình khắc phục tiếp nha bởi vì uh, trước mắt thì mình chỉ có những cách như thế này thôi đưa đến anh em thôi và anh em nào mà cảm thấy anh em nào mà quan tâm đến tóc chiến này đối diện nhân lý mobile thì có thể tham gia group của mình ở dưới phần mô tả nha và có cái bay của mình dưới đó ok tới đây thì cùng mình cũng kết thúc anh em cảm thấy video hay và hữu ích thì cho mình một like một subscribe để lần sau mình kiếm mình ra video mới có thể là khắc phục bên ios chẳng hạn do hiện tại mình chỉ mới tìm ra được ở bên android thôi ok tạm biệt anh em